Anh này, em thấy bây giờ một người thật đấy, cái gì người ta cũng có thể đo được. Thì xã hội bây giờ nó phát triển lắm em. Kiểu như là nhá, mình bị sốt ấy thì mình dùng nhiệt kế đo phát biết bao nhiêu độ luôn. Trời, dăm ba cái ứng dụng đời sống đó mà. Có nhiều cái người ta không thấy ta còn đo bằng được nữa. Cái gì mà không nhìn thấy vẫn đo được? Ví dụ như là lòng dạ đàn ông này. Lòng dạ đàn ông? Thế lấy cái gì mà đo lòng dạ đàn ông? Thì đo bằng mấy nhân kế. Ông nói thế thì ai mà chả biết. Thế tôi đố ông này, nếu mà sinh lý đàn ông thì dùng cái gì để đo? Em, tôi hỏi khó anh hỏi. Thì khi mà bị sốt ta đo bằng nhiệt kế, còn sinh lý đàn ông thì ta đo bằng giờ kế. À, bây giờ lại còn dám đo bằng vợ kế. Hôm trước anh bị vợ giận, dùng kẹo đổi gió của em, đúng là bảo bối luôn. Đấy, em đã nói rồi, có thể nói là cái kẹo bổ yêu nhất dạ ngũ dao của bên nhà em là cái kẹo chữa lành vết thương thì đúng hơn. Những anh em nào mà bị vợ giận, chưa biết cách làm như thế nào để xin lỗi thì cứ dùng cái này cho em. Đảm bảo hai hiệp chưa muốn dừng và cái cảm xúc của hiệp 2, hiệp 3 nó vẫn thèm muốn như hiệp 1, lại còn tăng kích thước và độ cứng lên một cách đáng kể nữa. Nếu mà mình kết hợp thêm cái xịn này nữa thì sẽ giúp cho mình luôn kiểm soát được cuộc yêu bao nhiêu lâu tùy thích. Lúc nào muốn ra phải tập trung cao độ, dập mạnh, dập với tốc độ cao.